tới thịt heo mát mát chứ cũng phải mua ít để kho mà. Kiếm chứ, kho cũng kiếm bà. Một ít thôi. Đủ rồi. Đủ cúng ban ngày thôi chắc chắc nửa ký thôi, đủ không? Không ký. Nửa ký cũng đủ rồi. Chú à, ở dưới quê chú là nhà chú cúng chay. Không cúng chay nha. À, cúng mặn là khi nào chiều 29, cúng mặn 30 cúng chay, 1 cúng chay. Vậy sao không đủ? Vậy nửa ký với hộp vịt đầu hộp gà đầu chim vô nữa cũng được nồi rồi. Sao mà mua cái khác không vô thịt bò cá gà gì đó. Chứ thịt heo ăn nhiều cũng đâu tốt à. Heo giờ ngấy quá, còn là chút ăn nữa. Ăn giờ thôi. Ngày xưa như ba mẹ mình nó nuôi heo là cả tạ luôn, cả năm trời mới vô tạ phải không? Ừ. Giờ đâu có đâu. Mấy tháng rồi, mấy tháng đường bự cho bá. Ba tháng, sáu tháng mình vô tạ mẹ. Trên xe 13 kiện giờ lên cho đầy xe nó chuyển hết. Alo, nghe à, Điệp lên 16 kiện phải không? Đi thủ dầu một luôn hả? Rồi đúng rồi rồi cái kia 13 kiện.
nhỏ gái chú nó mua này nè, mua 5 cái này là một lần nó mới mất tiền, bây giờ nó giảm lại còn có 39.000 cái, nó lấy tên chú nó đưa nó thấy vậy. Nó mua cho mẹ cho nó. Giao chưa? Chưa, anh em ơi, gì giao rồi. Giao qua bên đây hả? Ờ, giao đây, lấy đi dưới đây nè. Này, 5 chiếc là 350. Bây giờ nó còn có 195.000. Trước nó mua mấy cái một lố kia mà nó mua gì nó không vừa cái gì nó cho mấy cái trái hết trơn, đưa nó giao cái, nó dặn không kỹ đó, dặn giao mấy cái nhỏ cái lớn chút mình đưa cái nhỏ không, lố 10 cái mình đây là số 62 đường 16 Vĩnh Tân Tân Biên đúng không? Năm cái 195 cộng 3 thì phí tiếp nữa là chặt 225 nghìn. Nói ba nhà ba nhận con đi.